Xin chào các bạn đến với chương trình vlog ngày hôm nay. Đang tính là bữa nay vlog ngắn gọn, nói chuyện với các bạn rất là nhẹ nhàng và một đề tài rất là hot. Nhưng mà mới đọc cái comment ngoài YouTube bên ngoài kia kìa, cái tâm trạng nó không được thoải mái cho lắm mà. Không biết anh có làm cái vlog nào trước đây á, anh nói về cái đề tài mà cách nhận thức về đồng tiền của đàn ông các bạn. Hình như anh có nói là con trai đi chơi với con gái nên bao, không phải nên bao mà nên trả tiền đi, thầy cái sự văn minh lịch sự. Xong cái mấy ông nội người kia cũng còn chưa yên các bạn ơi. Vlog có tháng mấy hơn á, nó bào, nó comment tới lui, nó chửi anh nào là có tiền, nào là dùng tiền mua tình yêu, tình cảm đi, gọi là em đi xa quá, em xa quá luôn. Giờ mình nhắc lại vậy cho các bạn rõ một lần nữa nha. Nhất là anh nói những đối tượng khác, những đối tượng mà đang trưởng dậy thì các bạn, tức là đàn ông đang trong lứa tuổi dậy thì mà xác định giới tính là nam hay nữ đó, thì anh hướng cho đối tượng giới tính nam nhiều hơn. Còn các bạn thuộc thành phần khác không thể nào thay đổi được thì thôi, anh không nói được nha. Cái vấn đề á, mình là đàn ông trên đời á, thì mình nên nhìn nhận cái đồng tiền một cách nó thoáng hơn. Đàn ông không phải là người sinh ra để chi li từng đồng tiền. Đàn ông không phải là cái người sinh ra đi chợ để trả giá, đúng không bạn? Cái việc đó là ngày xưa mẹ anh làm cho ba nó có làm đâu mà, đúng không? Cái việc ta nói là đàn bà là người ta là người giữ ví tiền, ý ta nói là đàn bà là người ta tính tiền, tính chi li tiền bạc để duy trì cho cuộc sống cho gia đình. Đàn ông không có làm cái việc đó, mà huống hồ gì á, mà giờ mình là đàn ông mình đi chơi với phụ nữ con gái mà bắt cưa là thấy quê quê rồi đó, đúng không bạn? Có thể là nhiều người nhọt, có nhiều người bực mình, anh nói kệ cho các bạn, nó thật các bạn chả có cái gì mà anh không dám nói đây cả, đúng không các bạn? Đúng không, anh không nói là ở những người có tiền không có tiền, anh đang nói ở đây là cái nhận thức về đồng tiền. Ngày xưa cũng nghèo thấy mẹ mà chơi vẫn đẹp như thường, quan trọng là cái cách mình chơi với bạn bè, cái cách lối sống, cái phong cách của mình đó. Còn nó nói anh là nó trù ẻo anh đó, trời cái gì quên bà đó, người ta mấy nhỏ theo anh là mấy nhỏ hám tiền. Bạn nói vậy anh tức dễ sợ, anh tức không phải là bạn nói đụng chạm ra, mà đụng chạm tới mấy trăm con bò qua là anh không chịu được, đúng không bạn? Bạn chơi bạn đụng chạm tới anh thì vô tư, ok anh vui rất thoải mái, nhưng mà còn đụng chạm tới người thân của anh, mấy trăm con bò của anh, nó tội tình gì với bạn? Bạn đụng chạm kiểu kỳ bạn, ngày xưa nghèo đói thấy mẹ luôn, ăn với ốc có 10.000 rồi bạn, khi anh trả khi nó trả chứ không được cưa cả, đúng không? Khi anh trả khi nó trả, khi nào anh bảo đảm bạn anh có tiền là khỏi nhắc, khỏi ý kiến cò. Còn khi nào mà nó hết tiền nó hôm nay anh đang hết tiền rồi, rồi cái nó nói cho một câu anh cứ ở bên em, thế giới để em lo, hiểu rồi đang rồi đó, cái em thoải mái dốc 10.000 thôi chứ mấy, đúng không ạ? Bao nhiêu cái tình cảm từ cái thời mà gọi là vàng son cái thở ấy tới bây giờ, mấy trăm con bò của anh mà bạn vô phát bạn luồn đóng luôn quê bạn, đúng không bạn? Nói chung là anh là thật sự tình cảm là lên bờ xuống ruộng, dạt dào cảm xúc. Không có mối tình nào xây dựng trên đồng tiền hết các bạn. Vậy hơn nữa đúng không? Con gái người ta nó nói bạn rất nhiều lần, có rất là nhiều cái để lo. Bạn đi chơi với con gái, bạn thọt cái quần đùi, bạn vô bạn đi. Bạn thọt cái quần với cái áo, bạn vô bạn đi được rồi. Còn con gái người ta phải làm tóc, làm tay, phải trang điểm, make up, quét son, quẹt môi, nước thơm cũng phải nhiều hơn của bạn. Bạn xịt phẹt phẹt vài cái rồi, cái như xong rồi, đúng không? Người ta còn nhiều cái để chi để bạn hưởng, chứ để ai hưởng, đi chơi với bạn mà đâu phải đi chơi với thằng nào đâu. Bây đàn ông mà ngồi suy xét kiểu đó là anh thấy là không ổn tí nào cả nha các bạn, đúng không bạn? Tiền bạc không phải là vấn đề, mà vấn đề cái lối suy nghĩ của mình nó mới là quan trọng. Giống như là anh đi quán bia với cái tụi thằng Minh Lâm đi, quýnh có thua bao giờ đâu, đúng không? Nhưng mà tiền anh trả là phần nhiều đó. Cái đó là cái rất là đơn giản, chứ không phải là mình quýnh để mình ăn nó cho nó trả tiền chết mẹ nó đi. Đó, chơi với nhau là không có hủy diệt nhau kiểu đó, đúng không? Thằng Tùng nó làm BT, nó làm này nọ trong THL, lương cũng ba cọc ba đồng, quýnh với anh thua chừng ba bàn với Giang cái chắc khỏi có sống luôn, đúng không các bạn? Đó, nên bây giờ thì nói chung là tiền bạc mọi người suy nghĩ. Anh không muốn nhắc lại chuyện này nữa nha, anh không muốn nhắc lại chuyện này nữa. Không, các bạn cứ vô comment đề tài cũ quá của mình nó hoài, nhất cái đầu bây giờ block comment lại thì các bạn lại chửi, đúng không? Anh Di mở comment đi, bữa nào lóc thứ ba bữa nha. Đó, anh Di mở comment đi buồn quá à. Trời ơi, mà mở comment ra toàn là thành phần có quá trẻ, nó thật các bạn quá trẻ. Các bạn sống đi, sống lớn lớn đi, sống chừng ba mấy tuổi như anh đi, mà ba mấy tuổi mà bạn còn suy nghĩ này thì anh sẽ nhìn lại những con bộ bên cạnh bạn nó còn hay không, hay nó là thành phần nào, đúng không? Mà mình phải tự hào kiêu hãnh với những cái gì ở chung quanh mình, chứ phải mình tự hào kiêu hãnh mình là bố đời thiên hạ, mình là cha thiên hạ. Đi chơi với tao mày ăn tao cũng ăn, vậy phải chia đôi.
mà trong khi bạn trai đó, con gái đó ăn ít hơn bạn, nó mất chia đôi. Đáng lẽ chia cho đúng là bạn phải chia nhiều hơn, đúng không bạn? Cuộc sống mà đừng có để cho cái những cái suy nghĩ hẹp hòi nó làm cho cái test của mình nó giảm lại trong lòng người khác. Test của bạn đương nhiên không thay đổi, nhưng mà test của người khác, ví dụ nhỏ đó nhìn bạn test cao cách thấp là tự đánh giá chứ. Thôi không nói đi nha, mệt quá bực mình. Tập tạ là phải men, mà nhớ cho anh câu tập là phải men, không men đó nha, đừng ra đường một câu mệt lắm. Nhìn nữa ta, hôm nay anh sẽ nói cho các bạn một cái đề tài rất ngắn gọn thôi, quay protein. Đây, nhiều quay protein lắm bạn, nhưng mà anh để cho bạn hai sản phẩm để cho bạn coi thôi. Đó, quay protein thì cái quay protein này anh làm clip từ rất là xa xưa rồi đó. Thì bây giờ anh sẽ làm lại hai cái vấn đề chính là tại sao chúng ta cần thiết phải có quay protein và quay protein nào là tốt nhất hiện nay. Đó, hai vấn đề nha bạn, chúc bạn có quên camera nhắc nha. Vậy thì tại sao chúng ta phải cần có quay protein, đúng không? Không có quay protein tôi có chết không? Chắc chắn là không. Không có quay protein tôi có tăng cơ không? Chắc chắn là có. Đó, bạn nhớ cho anh hai câu này. Rồi thì quay protein là gì? Anh sẽ nói lại. Quay protein là một sản phẩm protein tên quay, đúng không? Giống như Duy Nguyễn là thằng nào? Duy Nguyễn là thằng họ tên Duy, họ Nguyễn, kêu là Duy Nguyễn. Thì quay protein là gì? Quay protein là protein tên quay. Không, được chiết xuất từ sữa, hay nói khác, nó được làm từ sữa bò. Đó. Và đặc điểm của quay protein này á, là nó hấp thu tương đối nhanh. Vậy thôi, protein nào nó đã là protein chất như nhau á, thì nó không có một cái sự chênh lệch đẳng cấp nhiều lắm nha bạn. Tức là anh đang nói về cái tên thôi, quay protein, beef protein hay là sữa protein hay gì đó, nói chung mấy protein mà chỉ số mà BV cao á thì nó ok hết. Nhưng mà quay protein nó có đặc điểm mà nó hấp thu nhanh, giá thành rẻ. Bạn nhớ cho anh hai câu đi, hấp thu nhanh và giá thành rẻ, quay chưa bao giờ là mắc cả. Quay chỉ là hàng bè bọt thôi, gia súc còn ăn đây, đúng không bạn? Bạn qua bên Mỹ bạn coi thức ăn gia súc không cần chỉ Mỹ nó chỉ xa xôi, bò cô bê dám chừng nó ăn quay nhiều á. Đó. Quay tương đối rẻ và hấp thu nhanh nên nó sẽ trở thành một cái thực phẩm bổ sung phổ biến trong giới thể hình, giới swimmer và những người tập thể thao. Hấp thu nhanh tới cỡ nào? Hấp thu nhanh tới cỡ nào thì tùy vào cái dạng quay protein mà nó hấp thu nhanh hay hấp thu chậm. Bạn nhớ hydrolyze là nhanh, còn không hydrolyze là không nhanh bằng thôi. Ví dụ lấy điểm 100 đi, hydrolyze là 100, thằng kia chắc 90. Này không có thằng nào cung cấp bạn đường số cả bạn, chắc chắn mà trên đời không thằng nào cung cấp bạn được cái con số cả. Tại sao người ta dựa vào cái việc nó nhanh và chậm? Tại vì cái bạn nghĩ coi, cái thằng quay protein này nó là một cái chuỗi protein khoảng chừng hai mấy thằng acid amin nằm đó đó, có mắc xích trong đó, mắc xích nhưng mà mắc xích nhẹ thôi chứ không phải mắc xích dạng 40-50 ốc như là thịt bò hay thức ăn tự nhiên. Thức ăn tự nhiên thì mắc xích nó cứng, mắc xích nó nhiều, mắc xích nó gọi là nó mãnh liệt và mắc xích nó khó vỡ hơn, và nó còn nằm ở trong những thành phần dinh dưỡng khác nữa nên nó hấp thu sơ lâu. Còn thằng quay protein này nó là chỉ là quay protein nó là một sợi mắc xích tương đối là nhẹ, nhưng mà nó chưa độc lập với nhau nha. Đó thì cái hydrolyze là cái được chặt ra từng khúc nhỏ rồi. Hydrolyze là được chặt ra từng khúc nhỏ rồi, nên cái khi mà nó chặt ra từng khúc nhỏ vậy thì bao tử gan ruột gì của bạn nó làm việc rất là nhanh nên nó sẽ thu nhanh nhất. Rồi sau đó là những thằng không hydrolyze sẽ thu sau, nhưng mà cũng không quá xa. Thí dụ thằng kia 1 tiếng thì thằng này cũng nửa tiếng cỡ đó vậy đó, hoặc là 45 phút vậy đó. Không ai chứng minh được con số 1 tiếng 45 phút cả, chỉ là cái cảm nhận thôi, không ai chứng minh được hết. Anh bảo đảm luôn, vô cơ thể Duy Nguyễn nó khác, vô cơ thể media nó khác. Có thể vô cơ thể Duy Nguyễn hấp thu 30 phút, vô cơ thể kia hấp thu 60 phút, chuyện đó chuyện hoàn toàn bình thường. Nhưng mà nó là cái thu nhanh nhất trong cái cơ thể của bạn. Ví dụ hydrolyze, bạn nên nhớ là hydrolyze là sẽ là nhanh nhất, còn không hydrolyze thì nó không nhanh bằng. Đó là cái sự nhanh và sự nhanh, không có nói chuyện tốt nha bạn. Cái chuyện chữ nhanh chưa chắc là chữ tốt, hai cái hoàn toàn khác nhau tính từ mà. Nhanh tốt chưa chắc à, có cái cần phải chậm nó mới đã cho bạn nữa. Qua cái gì nhanh là cũng được đâu nha, có cái cần phải chậm mới đã chủ đề 18 cộng nào biết nè. Casino mấy bà đó mặt đêm á, casino chậm mà tốt đó. Vậy thì mình đã hiểu được cái nhanh. Vậy thì còn trong quay protein isolate, trong quay protein nó còn có cái cụm từ là isolate plan và gì quên bà nữa rồi, concentration
là nói chung là cô lập hay là gì đó, dung dịch anh không biết dịch chữ gì đúng không bạn, thấy người ta dịch là chữ cô lập tập trung rồi gì pha gì đó. Vậy thì cái giữa cái isolate và cái concentrate nó khác nhau cái gì? Tốc độ thu không khác nhau, tốc độ hấp thu không khác nhau nha bạn, nó khác nhau ở cái độ tinh khiết, nó khác nhau ở cái độ tinh khiết nha bạn, bạn hiểu chưa? Đó, tinh khiết tức là sao? Tức là trong cái whey protein isolate á, thì cái whey tinh khiết là nó không có chứa tạp chất, nó sẽ nhiều hơn. Còn trong whey protein concentrate thì cái độ tinh khiết nó không bằng, thì nó sẽ chứa một số những cái chất mà nó chưa, nó gọi mình tạm gọi là tạp chất của whey, giống như là cáp, giống như là pháp trong đỉnh vậy đó. Đó. Vậy thì mình đặt câu hỏi ngược lại giữa whey protein isolate và whey protein concentrate, cái nào tốt hơn? Hồi nãy là hấp thu thì nó không không nó không khác nhau nha, nhưng mà giờ cái độ tốt là sẽ có cái nào tốt hơn, cũng khó trả lời luôn. Nếu mà cùng chung một hãng, cùng chung một hãng, cùng chung một dây chuyền sản xuất, cùng chung một nguồn nguyên liệu thì đương nhiên isolate tốt hơn, tốt hơn, tốt hơn nha, với điều kiện là hãng VIP nha, hãng VIP. Tại sao nói vậy? Tại vì nếu khi mà nó isolate là nó tinh khiết, bạn phải hiểu tinh khiết là người ta phải lọc 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 và lọc tất cả để cho nó ra tinh khiết, mà lọc 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 tất cả như vậy mà người ta cái sử dụng cái hệ thống dây chuyền sản xuất cùi và nguyên liệu cùi, và cái hãng nhỏ nó không có tiền nó đầu tư các bạn, nó sẽ lọc hết tất cả, nó lọc bất chấp, nó lọc hết luôn, nó thằng tốt nó cũng lọc mà thằng xấu nó cũng lọc, đâm ra cái whey protein isolate cuối cùng của bạn nó chỉ còn có protein thôi, nhưng mà những thành phần cốt lõi quan trọng trong protein nó cũng đi bù đời luôn, đâm ra nó cũng không tốt luôn, nó khó lắm bạn, nó trừu tượng nó trong giờ quay protein á, thì nó là bạn chỉ cần biết là nó hấp thu nhanh rồi, ok hấp thu nhanh. Và tại sao chúng ta cần phải dùng quay protein? Tại vì chúng ta cần hấp thu nhanh mà, đúng không? Như anh nói nó chỉ cần hấp thu nhanh thôi, chứ giờ tập xong rồi giờ ăn gì kịp vợ, đúng không? Mình cần cần phải sử dụng súp, đúng không? Mà sử dụng súp thì trong súp nó có rất nhiều cái nhánh, thì mà các bạn dùng quay protein là bạn kiếm nhanh, tìm một sự cấp cứu phục hồi cơ bắp nhanh thì ta dùng whey protein. Đó là một cái nguyên nhân là cấp cứu cơ bắp, những lúc cơ bắp mình nó mệt mỏi, những lúc mà cơ bắp mình được tập luyện xong rồi nó cần phải có một nguồn dinh dưỡng protein ngay lập tức đó, thì mình đập whey protein vào. Đập whey protein không nghĩa là cái mua cái thùng whey này, là nha bạn, có thể bạn chọn thùng whey này và có thể bạn chọn những cái sản phẩm khác mà nó có whey protein trong đó, ví dụ như Limo Điện Đồ 8 được hết, chứ không phải là cứ máy móc như nói là đập whey là mua đúng thùng whey, mua đứa thùng quay nó lại được cái này mà nó mất cái khác nữa, nó nhiều cái vấn đề lắm. Vấn đề trong cái buổi vlog ngày hôm nay anh chỉ nói về quay đầu tiên, lý do mà mình chúng ta cần phải dùng quay đầu tiên là chúng ta cần sự nhanh của nó, đó là cái đặc trưng duy nhất của quay, nhanh ha. Rồi ví dụ bây giờ trường hợp nó bệnh bệnh ăn được chứ gì đó, đúng không bạn? Bệnh bệnh không không ăn được, không ăn được thì mình cần phải quay protein để cung cấp acid amin cho cơ thể, để cho cơ thể mình có sức đề kháng vượt qua bệnh tật. Cái này nó quan trọng, cái này quan trọng. Bởi vì bạn bạn chơi thể hình mà bạn không biết phục vụ cuộc sống, lúc khỏe bạn uống, lúc bệnh bạn không uống, chết ngắt thiệt á. Lúc bệnh người ta mới cần nhất, còn lúc khỏe thì đương nhiên là có cần nhưng mà không cần lúc bệnh. Nó cô đơn mới nhớ người yêu, chứ bây giờ trong tay tôi hai con bồ, hai bên con thứ ba làm gì tôi nhớ nó, đúng không bạn? Rõ ràng chứ, chân lý cuộc sống là vậy, bạn cứ nhớ vậy cho. Còn lúc nữa đói ăn, đói ăn, ví dụ như bữa nay đi Vũng Tàu chơi, đáng lẽ Vũng Tàu 2 cây, trước khi đi Vũng Tàu quốc bà có limo đi an tâm rồi, xong rồi ra tới ngã ba cao tốc Long Thành Dầu Dây mẹ kẹt xe 4 tiếng đồng hồ luôn, đi không được, không có gì ăn hết, ra Vũng Tàu tới 7 tiếng luôn, thì 7 tiếng đó đập quay vô là đúng, phải đập liền cấp cứu bạn, không cấp cứu chết cơ đó. Trong trường hợp này đập casin không hiệu quả, phải đập thằng nào có quay đầu tiên mới được, nhớ nha bạn. Đó là ba trường hợp. Đầu tiên là cấp cứu là trước tập, ôi lộn lộn, sau tập bị bệnh với bị đói ăn đó. Bị đói ăn là cái bài toán ngã ba Vũng Tàu là một bài toán, buổi sáng là hai. Buổi sáng bằng bị đói ăn đó bạn, cơ thể bạn ngủ 7 tiếng luôn đói ăn. Bởi vậy quay đầu tiên dùng cho buổi sáng là cái thời điểm quan trọng thứ hai. Rồi trước khi tập, trước khi tập tại sao phải xài quay đầu tiên? Ví dụ nếu mà bạn nào mà không nằm trong ví dụ của anh thì thôi, còn nếu mà bạn nằm trong ví dụ của anh thì bạn phải xài nghe. Ví dụ như giờ bạn tập 5 chiều xa xa hay 4 giờ, 5 giờ đi, thường thường nhân viên lao động 5 giờ đúng không, 5 giờ
Rồi mình ăn cơm lúc 12 giờ. Mình ăn cơm lúc 12 giờ, từ 12 giờ tới 5 giờ, 5 tiếng hò mẹ đó rồi. Đúng không bạn? Bạn không ăn gì hết từ hồi lúc bạn ăn cơm trưa tới lúc này mà có chứa đầu tiên nha, mà ăn bánh mì gì đó bỏ đi, ăn bánh trái cây gì đó bỏ đi, chỉ cáp thôi. Tức là từ 12 giờ trưa cho tới 5 giờ chiều bạn không đập miếng đầu tiên nào cả. Thì bạn phải đập này vô trước tập để bảo kê cơ. Để bảo kê cơ. Còn nếu mà bạn có bisay thì bạn không đập, bạn đập bisay luôn cũng được. Còn bạn muốn bảo kê hai tầng á thì bạn chơi quay và chơi luôn bisay cũng được. Tùy vào cách chơi của chúng ta thôi. Đó, đó là những cái ví dụ điển hình mà các bạn nên sử dụng whey protein, và whey protein nó cần thiết cho những thời điểm đó, và đó là lý do nó tồn tại cho tới ngày hôm nay. Bây giờ mình đi qua vế 2 của chương trình. Whey protein nào tốt nhất hiện nay? Chắc chắn bạn trả lời không biết, không có ai mà biết được cái whey protein nào tốt nhất cả. Đó, mà muốn thẩm định hay là muốn xác định một cái sản phẩm whey protein tốt nhất nó khó vô cùng. Bạn nhìn vô cái này hả? Nhìn vô cái này đúng không? Nhìn vô cái này là bài toán mẫu giáo. Anh chỉ với bạn chơi cho vui thôi. Mà đồng ý. Khách hàng nhìn vô đó thôi chứ biết nhìn vô cái gì mà. Đúng không? Khách hàng chỉ biết nhìn vô đó thôi chứ không biết nhìn vô cái gì cả. Một sản phẩm whey protein tốt nhất thì cái thằng sản xuất là thằng biết rõ nhất. Kế đến đó là thằng phân phối. Chỉ có hai thằng đó biết thôi chứ không thằng nào biết nữa bạn. Tại sao nói vậy? Thì đương nhiên nó sản xuất rồi nó phải biết là tốt hay xấu rồi đúng không bạn? Còn thằng phân phối á là nó phải có đủ giấy tờ. Nó có đủ giấy tờ nó nhìn vô rồi nó đem đi kiểm tra xét nghiệm từ nhiều phía nó mới khẳng định được là tốt hay xấu. Trong những cái giấy tờ đó thì bạn sẽ biết được cái gì trong đó. Bạn sẽ biết được cái nguồn nguyên liệu nó mua ở đâu. Mày tự nuôi hay mày mua từ ai? Nói chung là nó giống như là cái một tờ giấy khai sinh vậy đó bạn ơi. Nó nhiều tờ giấy lắm nhưng mà có đại loại giống như tờ giấy khai sinh vậy đó. Gia phả, nhưng giờ bạn muốn cưới nhỏ đó thì bạn phải lấy tờ giấy khai sinh của nó, lấy chứng minh nhân dân của nó. Trời, có đứa ghê lắm bạn, nó vẫn còn tại khách sạn, nó chưa biết nhỏ này là ai, chưa biết chứng minh nhân dân nhỏ nào luôn. Trời ơi, mày nó liều mà cố liều luôn, bây giờ chơi tội đó không được như mày. Nó biết rõ ràng. Ít ra móc chứng minh nhân dân coi thứ nhất là đủ tuổi chưa. Tức là quay đủ tuổi chưa đó, bò đủ tuổi lấy sữa chưa đó bạn. Đó. Rồi xong rồi coi thành phần gia phả, nhà cửa ở đâu, chỗ nào, địa chỗ đó có nhạy cảm không, rồi cha mẹ sao, làm nghề gì, nói chung xíu lý lịch đó bạn. Bởi xin việc làm phải có sơ yếu lý lịch nha bạn, vô BPT phải có sơ yếu lý lịch, rõ ràng càng rõ càng tốt. Nó và whey protein nó cũng vậy, tất cả sản phẩm sản xuất đều có một cái sơ yếu lý lịch của nó hết. Nó có những cái giấy tờ chứng minh trên đời này nó là nó chứ nó không phải là thằng khác. Tức là cầm giấy tờ, cầm mã hồ sơ đó là nó là thằng này chứ nó không phải là thằng này. Thì cái vấn đề đó là vấn đề nó quá sâu rồi. Vấn đề đó chỉ có nhà sản xuất biết thôi. Và thứ hai là nhà phân phối biết. Nhà phân phối nó có quyền nó biết chứ bạn, nó biết nó phân phối chứ. Ví dụ giờ mua xe mạc thì chỉ nhà sản xuất biết rõ nhất. Đó. Rồi kế tới đó rồi tới nhà phân phối. Bởi mày hỏi ai hỏi? Đương nhiên hỏi hai cha nội đó trước. Hỏi cha nội nhà sản xuất chứ hỏi cha nội nhà phân phối trước. Rồi mình hỏi những người khác sử dụng mạc để mình hỏi cái trải nghiệm. Chứ không ai mà đi hỏi người khác sử dụng mạc để hỏi cái kiến thức các bạn. Biết cái khỉ gì mà hỏi. Bây giờ anh chạy xe của anh nó bằng hỏi cái máy của anh nó được làm từ sao, làm thế nào, bố anh cũng biết. Rồi máy của anh nó tốt hay không tốt, ông nội anh cũng biết nữa. Sao anh biết được, anh chỉ biết trải nghiệm thôi chứ làm sao anh biết được những cái đó. Đó, bây giờ á, một cái sản phẩm whey protein được cho là tốt á, rất khó để xác định. Bạn đứng trên góc độ người dùng rất khó để xác định luôn, anh bảo đảm bạn nhìn vô cái này dính liền luôn tại chỗ. Không cách nào chạy nhá. Thì thằng sản xuất đương nhiên là nó có đội ngũ marketing, nó có đội ngũ CEO, làm sao mà nó ngu đến nỗi nó không biết, bạn nhìn vô cái này bạn biết bạn. Đúng không? Nó nhìn vô cái này, bạn nhìn vô cái này bạn biết đúng không? Thì nó nhiệm vụ nó chỉ cần làm cho cái này đẹp là bạn mua rồi. Có gì khác, có gì khó đâu đúng không? Mà làm cho cái này đẹp thì có nhiều cách. Đó. Nên bây giờ đương nhiên là mình nhìn vô cái này trước đúng không? Mình chỉ có thể nhìn thôi chứ mình giờ sao giờ. Nhưng mà qua những cái vlog của anh Duy chia sẻ về súp, bạn sẽ có một cái độ công súp rất cao. Đó. Thứ nhất là giờ làm từ sữa đúng không? Đọc bài toán ra. Bây giờ sữa bò mày nuôi đâu? Bò mày mua ở đâu? Nếu mà nó không khả năng nuôi nó phải mua đúng không bạn? Nó mua từ nhà cung ứng nào? Mua từ Trung Quốc, Đài Loan, Campuchia, lục địa, Hàn Quốc, Canada, châu Âu hay là châu Mỹ hay là Mỹ luôn? Nó khác nhau chứ. Bây giờ nó đi mua bò nó đi mua sữa bò Trung Quốc vậy làm quay cũng được chứ ai cấm. Đúng không bạn? Chuyện bình thường. Thậm chí bây giờ anh có tiền nuôi bò anh bán sữa cho nó cũng mua vậy. Đúng không? Chuyện hoàn toàn bình thường, không có gì khó đó. Bây giờ là xu hướng toàn cầu hóa, không phải là 100% sản xuất ở Mỹ hết. Nguyên liệu nó có quyền nó nhập tùm lum chỗ hết. Miễn sao cái nhà máy nó bên Mỹ thôi.
nó. Nhưng mà bây giờ cái thằng cù bắp thì đương nhiên nó chơi với thằng cù bắp, bao giờ cũng vậy cả bạn. Cuộc đời mà thằng cù bắp chơi thằng cù bắp rồi, chứ thằng cù bắp nó không chơi thằng VIP, thằng VIP chả thèm chơi thằng cù bắp. Nó đòi rõ lắm. Giờ công ty nhỏ, ví dụ ra sản xuất quay đầu tiên thì đương nhiên là nó sẽ không tự sản xuất được, và nó sẽ mua nguyên liệu. Nó mua nguyên liệu từ chỗ nào? Ví dụ nó mua từ nguyên liệu từ đối tác mà nó VIP á, thì nguồn sữa nó ngon, nguồn sữa nó tốt, nguồn sữa nó xịn. Sữa cũng trăm ngàn giá sữa bạn. Sữa hư thì giá rẻ, mà sữa đẻo thì giá cũng đẻ luôn, mà sữa ngon thì giá mắc, mà sữa cực ngon thì giá càng mắc. Đó, bởi vì nó sản xuất sữa nó từ những cái nhà máy, nó từ những cái xí nghiệp, từ những nguồn sữa, từ những cái dây chuyền sản xuất ABC kiểu. Nó cho ra cái gì? Cho ra quay nguyên liệu. Quay đầu tiên nguyên liệu đó bạn. Tức là quay concentrate thôi. Quay đầu tiên nguyên liệu là quay đó đó. Cái quay mà bạn cảm giác như thường thường nó bay, anh thấy trong mấy cái đối tác của anh nó sản xuất các bạn, nó bỏ trong mấy bao xi măng, không phải bao xi măng mà bao trắng trắng như bao xi măng vậy đó, đó là quay nguyên liệu. Nó bỏ vô rồi xong nó chở container, nó xúc xe tải rồi vô trong nó đổ bụp 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 trộn bê tông y như xe nhà vậy bạn. Nó kiểu nó vậy. Thì từ cái quay nguyên liệu này nó mới làm thằng quay tinh khiết. Thì giả sử như cái nguồn quay nguyên liệu nó tốt, đó, nguồn quay nguyên liệu nó VIP. Nó VIP á thì nó sẽ mình đỡ lo bạn, đúng không? Nguồn gốc nó là nó VIP rồi. Rồi xong rồi nó sản xuất thành quay tinh khiết. Quay tinh khiết thì cái mình nhìn vô nhà máy nó có độ trớt sạch sẽ rồi, đội ngũ nhân viên nó vệ sinh bao tay bao chân đàng hoàng, chuyên nghiệp này nọ kia thì mình tin tưởng được chút nữa. Đó, rồi nó ra một sản phẩm quay cuối cùng đi. Má nhìn cũng đâu biết tốt hay xấu, đúng không? Mình đương nhiên mình theo dõi được cái quá trình sản xuất của nó thì mình cảm thấy mình có độ tin tưởng. Đó, thì mình biết được nó tốt tốt rồi, nó đi xét nghiệm cái nữa. Nó xét nghiệm ở những trung tâm giám định độc lập và nó có những cái chứng chỉ rõ ràng thì mình đỡ sợ. Đó, còn nó đi nó giám định ở chỗ của nó luôn, nó tự đóng cái mác lên đây, bố ông nội ngu lắm bạn. Thiệt. Đúng không? Bây giờ nó muốn chơi lớn á thì nó phải giám định độc lập. Chứ nó chơi nhỏ thì nó tự giám định nó không ở phòng thí nghiệm của nó luôn. Đó. Thì giám định độc lập thì nó sẽ có những cái chứng nhận của những phòng giám định độc lập về cục liên bang Mỹ FBI, phải lộn mẹ nó rồi, nó đang coi bầu cử tổng thống nhiều quá, nhớ FBI không à. FBI đang điều tra bà Clinton bạn. Mày nó trước thèm bầu cử mà chơi điều tra con người ta. Hôm nay nó ám ảnh vô FBI luôn nè. FDA. Phải không ta? Ừ FDA. Đó chứ không phải FBI nha. Nói chung nhức đầu bạn, anh kể bạn một dòng vậy đó. Lên trả lời cho bạn, bạn hỏi anh quay nào tốt nhất anh cũng không biết. Làm sao biết được cái nào tốt nhất? Một cái cuối cùng nữa là giá. Ông bà cha mẹ mình nói, có thằng con nói là tiền nào của đó, đúng không? Tiền nào của đó. Và câu thứ hai là chỉ có người bán là người bán lộn chứ người mua không có lộn. Lộn cái sai sai rồi. Chỉ có người mua lầm chứ người bán không có lầm. Đó. Thì nếu mà mình tiền bạc không thành vấn đề thì mình cứ phan đại bà nó quay nào mắc nhất mà cũng hãng ngon nhất mà nhìn đẹp nhất, uống thơm nhất, quất không nói nhiều. Mày coi stray hay mày isolate không quan trọng. Đó. Không hề quan trọng. Còn bây giờ nếu mà đương nhiên là cái giá thành nó là một cái yếu tố rất để đáng để mình xem xét, đúng không mà. Thời buổi cạnh tranh mà thằng nào để giá cao nó chết. Nhưng mà nó để giá cao mà nó sống được nó phải có cái gì? Anh đang đứng ở góc độ người không biết gì đó nha. Chứ còn nếu mà anh là nhà phân phối đương nhiên biết nào tốt rồi. Ô giấy tờ cầm cái thống mà sao không biết được, đúng không? Ngày nào cũng nói chuyện với nó mà nó xạo xạo anh câu là anh cho lên dĩa bay điện gì. Anh cho mấy đối tác lên dĩa bay các bạn. Mày đặt chào hàng vô Việt Nam đặt câu láo cái ghét. Mấy nhất là mấy châu Âu á, tối ngày ngủ anh bán hoài. Xong rồi kêu đưa giấy tờ chứng nhận người sản phẩm này nọ kia ra đi. Mẹ đưa ra về tờ giấy xấu quắc là nhìn không có thấy có độ chết rồi đó. Ít ra phải đóng thành cuốn rồi mà ép màu rồi la mít cái kiểu này nọ nhìn nó mới đẹp chứ, đúng không bạn? Đó là thể hiện cái sự chuyên nghiệp. Và chưa kể mấy châu Âu nó có trường phái mà nó ghi cái gì đâu á, mà nó theo cái chuẩn của nó nhất đậu bạn. Nó chơi kilojoule thấy không khoái rồi đó. Calo ghi bà, calo quốc ông nội vô kilojoule. Xong rồi cái serving thường thường một muỗng quay đầu tiên 25g, ổng phan cho 20g, ngồi cộng chia thấy mẹ luôn. Nhất là mấy thằng mát nhất đầu thêm nữa. Thôi, mày cùi quá, không chơi. Đợi tới thời gian sau giờ chơi với Mỹ trước. Còn mình ở dưới góc độ mà nhà người tiêu dùng á thì thật các bạn, chọn phải cân nhắc từ nhiều yếu tố, giá cả độ trust, quy mô của thương hiệu để có được sự bảo kê chứ bạn. Cuộc sống này cần bảo kê mà, đúng không? Các bạn cứ tư vấn anh mua xe gì, Porsche, gì quên bà nữa rồi. Lamborghini, má ơi, mua ai bảo kê cho anh? Đúng không? Giờ anh đang nói sự bảo kê thì anh chưa nói khác. Anh mua ai bảo kê cho anh? Chạy giữa chừng lũng bánh rồi sao? Không lẽ dù gì ghé vô tiệm lề đường rồi kêu ông già bán cho cái vỏ ruột hóc môn thai hả? Các bạn đúng không? Nên giờ mà anh chọn mẹt là quá đúng đắn rồi, bạn không cần phải bàn nữa. Mẹt nhà máy nằm đây này nọ, cái lượng hàng hóa rất lớn, đúng không? Mình lũng bánh cái giả sử như anh chơi xe độc như G63 đi,
cái bánh nó vip quá, nó ở mẹ không có đi, bỏ xe ngoài bãi 7 bữa tự nhiên có người thay. Order vậy cái một, đơn hàng nó nhiều, nó lớn, mật độ hàng cao, nó đi liên tục, không sợ. Còn bây giờ chơi mấy hàng độc như Lamborghini này nọ kia, hương cái chắc cả tháng quá. Đó, mà chưa kể phí bảo dưỡng cực cao nữa, nó nhập vô trong mình bạn đương nhiên phải cắt bạn rồi. Đó. Nên cái gì nó không phải hợp lý, nói chung là vấn đề quay đầu tiên, cái nào tốt nhất rất là khó để nhức đầu, rất là khó để so sánh. Rất là khó để sánh. Anh thì trong giai đoạn này, anh nói với bạn anh xài cái này nè. Mặc dù wifi đó, bạn nhìn vô thành phần là routine plan đó, isolate của stray đó. Thằng này em cũng có xài. Thằng này là quay routine isolate 100%, anh cũng có xài. Nhưng mà anh vẫn thiên về này hơn. Tại sao? Tại vì này nó mắc. Đó. Tại vì nó mắc là tại sao nó phải mắc. Anh nói bạn gọi đúng không? Thằng này anh trả giá gãy rưỡi, thằng seller nó không bớt đồng bạc nào hả bạn. Đó. Trong khi mấy thằng khác nảy chân cái, ờ tao bớt 3 đô về bán nghe. Đó, là hiểu rồi. Đúng không? Là hiểu rồi. Nên nói chuyện quay routine nó làm cái bài toán nó rất là nhức đầu, rất là hại não. Bởi vì không, trên đời này không có cái rồi. Bạn không có cái sản phẩm nào tốt hết bạn. Tốt hay không tốt nó phải dựa vào nhiều tố, chứ phải dựa vào một yếu tố và đánh giá nó tốt. Đúng không? Một cô gái được gọi là tốt cũng phải dựa trên nhiều yếu tố. Bây giờ có thằng hỏi anh là anh đi reward cao nào mạnh nhất. Má ơi má, hỏi câu rất khó luôn. Reward cao nào mạnh nhất? Chữ mạnh thường thường nó là tỷ lệ nghịch với chữ an toàn. Vậy bạn chọn mạnh hay chọn an toàn? Đúng không? Anh thì anh không dám chọn mạnh rồi đó. Cuộc đời anh là anh phải chọn cái an toàn. Anh chọn cái gì nó phải an toàn, tính anh thận trọng mà. Đánh bi da là trúng ăn hụt chạy. Chơi vậy á. Hả? Trúng mình ăn hụt mình chạy bi. Đó. Tính anh rất là cẩn thận. Nên anh, bạn hỏi anh cái nào mà mạnh nhất, cái nào mà hiệu quả nhất, thì nói chung là mấy cái chữ nhất này anh không bao giờ trả lời được. Anh không trả lời được bạn. Người ta nói là cái gì nhân ngoại hữu nhân mà thiên ngoại hữu thiên. Bây giờ anh thấy này đang là tốt nhất của 21 thằng điên là nó chơi lớn, đầu tư vào một cái sản phẩm mà nó bán lỗ luôn. Ví dụ để nó cạnh tranh với thằng quay đen này của thằng Seluser sao, đúng không? Mà Seluser nói với bạn giờ nó đang là một cái thương hiệu, nó đang phát triển rất mạnh. Nó phải có cái gì nó mới mạnh. Rồi đen luôn các bạn ơi. Tự nhiên đang quay vlog cúp điện. Vậy thôi mà chương trình mình nói cũng gần hết rồi bạn, mặc dù còn số ý nữa nhưng mà thôi Duy sẽ bổ sung trong vlog tiếp theo nghe. Các bạn thông cảm nghe, cúp điện. Bye bye các bạn. Hết tới đường đi ra luôn rồi. Để xem các video của chúng tôi một cách đầy đủ và nhanh chóng nhất, vui lòng nhấn nút subscribe hoặc đăng ký trên kênh YouTube của chúng tôi tại địa chỉ www.youtube.com/thehinhonline. Các mạng xã hội khác của chúng tôi sẽ được đăng tải chậm hơn. Tất cả các video của chúng tôi đều được đăng tải dưới dạng chuẩn Full HD 1080p, do đó các bạn có thể tận hưởng chất lượng hình ảnh trên những thiết bị TV màn ảnh lớn. Để xem đầy đủ các bài viết về kiến thức thể hình một cách hệ thống và chuyên nghiệp nhất, các bạn vui lòng truy cập website www.thehinhonline.com.vn và bạn cũng có thể đặt câu hỏi gửi về chương trình bằng cách đăng ký làm thành viên của website này. Chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi của các bạn một cách đầy đủ và chính xác nhất qua các lần lên sóng đều đặn. Xin thân ái chào các bạn.